Huấn luyện viên tuyển Hàn Quốc nhận thẻ đỏ sau cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Sau khi hết 90 phút thi đấu chính thức, tuyển Ghana đang dẫn trước 3-2. Hiệp 2 trận đấu giữa tuyển Hàn Quốc và Ghana được bù giờ 10 phút. Khi đồng hồ đã qua phút bù giờ thứ 10, cầu thủ Hàn Quốc thực hiện cú sút, bóng trúng chân đối phương và đi hết đường biên ngang. Sau khi bóng đi hết đường biên ngang, trọng tài chính Anthony Taylor đã thổi còi kết thúc trận đấu. Ngay lập tức, các tuyển thủ Hàn Quốc đã vây lấy vị trọng tài này và phản ứng dữ dội. Huấn luyện viên Paulo Bento từ ngoài đường biên cũng chạy vào sân và có lời qua tiếng lại với trọng tài Taylor. Huấn luyện viên Bento và các cầu thủ Hàn Quốc cho rằng họ đáng lẽ phải được hưởng quả phạt góc cuối cùng trước khi hết giờ. Không biết ông Paulo Bento đã buông những lời lẽ gì, nhưng trọng tài Anthony Taylor đã quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha. Huấn luyện viên tuyển Hàn Quốc cũng trở thành huấn luyện viên đầu tiên nhận thẻ đỏ ở World Cup 2022. Điều này đồng nghĩa với việc ông Bento sẽ phải ngồi trên khán đài ở lượt trận cuối vòng bảng khi tuyển Hàn Quốc đối đầu với Bồ Đào Nha. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!